Hello everybody. Okay, now we learn the new word first in unit 17. Afraid. Afraid. Vị trí con niệm. A while. A while. Vị trí con kèm dài là for a while. Belly. Belly là vị trí noun. But bouquet. Bouquet là vị trí noun. Cap. Cap là vị trí noun. Curtain, curtain là vị trí noun. Hood, hood là vị trí noun. Gather, gather là vị trí verb. Hunter, hunter là vị trí noun. Large, large là vị trí noun. Manner, manner là vị trí noun. Thông đá manner dưới ngọn miền A, thì sẽ bởi vì này xung lạc từ lời phua chẳng hạn. Part, part là vị trí noun. Part. Color. Color là vị trí noun. Pair. Pair là vị trí noun. Braces. Braces là vị trí adjective. Press. Press là vị trí verb. Promise. Promise là vị trí phải nít đá tu trí noun. Thỏm đá vị trí verb. Slide. Slide là vị trí noun. Snore. Snore là vị trí verb. Worry. Where with that which is noun. Weak. Weak that which is adjective. Wicked. Wicked that which is synonym. Wicked. Hello everybody. Now we start to learn our lesson. Unit 17. Little Red Riding Hood. នៅក្នុងវីដេអូនេះគឺបងប្អូននឹងយល់អំពីការប្រើប្រាស់ការ past perfect past simple past continuous past perfect វិធីការនៅក្នុងមេរៀនទី17នេះតោះយើងចាប់ផ្ដើមរៀនណាstay on the path stay វានៅ path នឹងផ្លូវលំcrossword puzzle ប្របែងពាក្យខ្វែង put where with part manner a while wicked bucket weak promise ពាក្យ put put នឹងមានន័យថាកំណត់ក្របរជនwhere with មានន័យត្រណាត់កម្មញ័យ part part នេះគឺផ្លូវលំ manner ឥរិយាមារយាទឬពាក្យហ្នឹង awal awal មានន័យថាមួយរយៈគេចាំនិយាយថា for a while wicked wicked នេះគឺដាក់កំណាចដែលកាច bucket មានន័យថាបាច់ផ្កាអ្នកថា bouquet យើងអាចថា bouquet ហ្នឹងមាន bucket bouquetbouquet wing side promise នឹងគឺសន្យាយើងបងអាចធ្វើខ្លួនឯងសាកបានទេ polite way របៀបនិយាយនៃការមនុស្សម្នាដតីទៀតបានប្រព្រឹត្តហើយមានអាកប្បកិរិយាជាសាធារណៈចឹងពាក្យអី mannerផ្នែកមួយនៃសម្លៀកបំពាក់ដែលអាច pull up រុញឬក្របលំបូលឬក៏ខាងក្រោយក្បាលយ៉ាងគេពុតឬក៏មិននៅពេលអ្នកនិយាយថាអ្នកនៅតែធ្វើអ្វីៗ you promise ក្រណាត់ cloth ក្រណាត់ជាទូទៅដែលត្បាញ woven មកពាក្យ weave ត្បាញពីសូត្រឬក៏កប្បាសដែលមានផ្ទៃទុនក្រាស់ចឹងគេកម្មញ័យក៏មិនmorally wrong មានខុសដោយសីលធម៌ហើយអាក្រក់សម្រាប់អ្នកក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរបៀបតែទីមួយចឹងគេ a group of flower ការមួយក្រុមដែលរៀបចំដើម្បីផ្ដល់ជាអំណោយអីគេនោះបុគ្គលFor a short period of time, a while, not strong and clanging, weak. A
road plow rồi có đàn làm rồi viên cả lại muối cả lại muối tiền chẳng hạn năng thương cái hạt lọ lục. Listen to the story, đọc tờ rừng. Why does Little Red Riding Hood mother want her to stay on the farm? Had a way ban Little Red Riding Hood had a way ban chim mà đai rồi bông. Little Red Riding Hood nó trong ngồi niếng nâu ai plow lúc nặng chẳng buồn sạp rừng tape sẵn tape script 6.17.1. Once upon a time, there was a sweet little girl. Everyone who saw her liked her, but most of all her grandmother, who did not know what to give the child next. Once she made her a hood of red velvet. The little girl loved the hood so much that she had worn nothing else since receiving it. Since that time, people had called her Little Red Riding Hood. One day, having heard that her grandmother had taken ill, Little Red Riding Hood's mother called to her. Come, Little Red Riding Hood, here is a piece of cake and a small pot of butter. Take them to your grandmother. She is sick and weak, and they will do her well. Mind your manners and give her my greetings. Behave yourself on the way, and do not leave the path, or you might fall down and break the pot, and then there will be nothing for your sick grandmother. Little Red Riding Hood promised she would obey what her mother had told her and set off on her journey. But Granny lived out in a forest, half an hour's walk from the village. While Little Red Riding Hood was walking in the forest, she met a wolf. But she did not know what a wicked animal he was and was not afraid of him. Good day to you, Little Red Riding Hood, said the wolf. Thank you, wolf, she said. Where are you going so early, Little Red Riding Hood? He asked her. To my grandmother's house, she replied. He asked her what she was carrying in her basket. To this, she replied, Grandmother is sick and weak, and I am taking her some cake and butter. We baked yesterday, and they should give her strength. Then the wolf asked, Little Red Riding Hood, just where does your grandmother live? Her house is a good quarter hour from here in the forest. Under the three large trees, there's a row of bushes there. You must know the place, said Little Red Riding Hood. The wolf thought to himself, this nice young girl is a delicious mouthful. She will taste better than the old woman. But I must trick her cleverly so that I can catch both. He walked a while by Little Red Riding Hood's side. Then he said, Little Red Riding Hood, haven't you seen the beautiful flowers that are blossoming in the forest? Why don't you go and take a look? And I don't believe you can hear how beautifully the birds are singing. You are walking along as though you were on your way to school in the village. It is very beautiful in the forest. Little Red Riding Hood opened her eyes and could see the sunlight was coming through the trees and how the ground was covered with beautiful flowers. She thought, if I take a bouquet to grandmother, she will be very pleased. Anyway, it is still early and I'll be home on time. And she ran off into the forest looking for flowers. When she had picked one, she thought that she could see a more beautiful flower a little way off. Then she would run for that one. All the while she was going further and further into the forest. But the wolf ran straight to the grandmother's house and knocked on the door. Who's there? End of Which word do you hear? Chúng con ai đọc mà xa tiết đồng bày bình luận mới. Ta And you had worn rubber were wearing. Worn một bị wear. Chúng bơ con đọc thẹp như tầm đó đồng bày ở đằng thà vì dụ ế dụ bị mùi này. Đọc. Tape script 6.17.2. A. The little girl loved the hood so much that she had worn nothing else since receiving it. B. One day, having heard that her grandmother had taken ill, Little Red Riding Hood's mother called to her. C. Little Red Riding Hood promised she would obey what her mother had told her and set off on her journey.
D. While Little Red Riding Hood was walking in the forest, she met a wolf. E. He asked her what she was carrying in her basket. F. He walked a while by Little Red Riding Hood's side. G. Little Red Riding Hood opened her eyes and could see the sunlight was coming through the trees and how the ground was covered with beautiful flowers. Chương phồn mơ nơi khổ nóng miền tiệm bị phá bỏ như thế. Ốc bê nó cứ thua tàn. Vô phố nó sạch nè. Vô phố sạch là thế. Phồn mơ mất. Sunlight nó cứ phần lưu rạp thật. Perfect practice rule. Lúc bên đi dây rường, bằng tham tù, ca pra pha xin phó, đồng bay bằng dân, bất tì ca xâm khăn đi rướng, hay phát con nhú, đồng bay bằng chạy sẽ cầm phiệp vui chương năng đa tù đồng khăn đòi sẽ cầm phiệp lại chuyện. Dương có pra pha phô phạch. Mình này tha pha phô phạch ní, trao ban kê bằng cát láng, chỉ môi tùm rôn hẹp. Bộ kế sắp phá phá xịp phó, mình là kế sắp tương tìm bày. Vì thà, nó bê được khi nhau một đọc thì chụp liếng, một phẹt thằng ớt bằng chạy trên tập. Chân lại đi, lúc rút trong sửa thà, ta phá phá phách. Hai nâng phá xịp phó mới là cạn môn. Chân phá phá phách cạn môn phá xịp phó. Nó bê là được khi nhau một đọc thì chụp liếng, một phẹt thằng ớt bằng tập tẹp bằng. Chân một phẹt nó tập tẹp bằng, nhóm có một đọc. Chân phát phô phách cát môn phát xin phó. Ôn chạm lại nâng á. Phát phô phách cát môn phát xin phó. Phát con nhú cát môn phát xin phó. Phát xin phó tôi chỉ nẹ tàu rộng khán. Vẹ cần đá lấy phát con nhú. Chân phát phô phách mình chạy sạm phiếp để cả lần nông về tới cả. Bởi dân kì bệnh thiệp thà ta phát phô phách hay nâng phát xin phó mùi nà cát môn. Cứ phát phổ phách cả môn phát sinh phổ. Dương bảo viết là bây giờ dây ông bí bệnh cả mùi đại cả lá môn bệnh cả mùi tiết trong ở tay đại cả. Chẳng bình hào viết cả môn ở tay đại cả mùi tiết. Nếu bê nêu một đo sở là riêng bậc mình, niên ban discover rồi khởi thả. Niên plech homework lục tẻ. Nghĩa mình hào plech homework nâng việc. Vì các môn một đỏ là thiệt. Để tham lai như thế. Còn giờ lấy. Look at the picture and complete the sentences with the past perfect of verb in bracket. When I arrived at the internet cafe, they had closed. Mình là they had already closed. Nó bê kêu một đo là Internet Cafe nó mới ra vụ kê bật hai bà này. Chẳng ạ, bật nó bật môn một đo. Nó bê nên ba tuổi cầm thi bàn chọc. Chẳng được TV had ended. And nó thay mì đi để xa vì tình toàn. The driver at the red light. When he answered his phone, Minita, the driver had stopped. At the red light when he answer his phone. Mình đã có chụp sân. Hai bạn answer his phone mà còn. The farmer had collected, collect time ID, collected all the eggs. Mình đã cả sự có bạn promote sức tình ốc môn phê đài bà tất ngư rè lăng tham ạc. Chân pha phô phách cả môn pha xin phô. Last time I felt cả bị bê môn khi ông mẹ rộng thả. Think about times you have felt some of the way below. What had happened to make you feel that way? When was the last time you felt what? Embarrassed, embarrassed thôi, không ai yên á. Very relaxed, rằng hai, sad, dream, calm, really happy, tired, angry, cung, excited, and frightened, thought slow. What happened? What had you done? Nhi à, biết what had you done, anh xung lùa, phá khổ phá chứ.
The better to see you with my dear. Unscribble the word, write them in your notebook. Chúng con ai sẽ xe chia bịa bàn nhé mời con mời. Read and listen to see if you were right about what happened next. Did you predict correctly? Predict nó mới ra tụt tiền. Ta nè, bàn tụt tiền trong trở thế. I love all stuff tape listen. Tape script 6.17.3. It's Little Red Riding Hood. I'm bringing you some cake and butter. Please open the door for me, said the wolf. Just press the latch, grandmother replied. I'm too weak to get out of bed. The wolf pressed the latch and the door opened. He walked inside and it immediately ate her up, for it had been more than 3 days since he had eaten. He then shut the door and put on grandmother's clothes, pulling her cap down over his face. After that, he got into her bed, closed the curtains, and waited for Little Red Riding Hood to arrive. While the wolf was eating grandmother, Little Red Riding Hood was running after flowers. When she had gathered so many that she wasn't able to carry any more, she continued on her journey to grandmother's house. When she arrived, she knocked on the door. In his best grandmother's voice, the wolf called weakly. Who's there? It's your grandchild, Little Red Riding Hood. I have brought you some cake and butter for mother, she said. To this, the wolf had weakly responded. Just press the latch. I am too weak to get out of bed. As she was walking through the parlor, Little Red Riding Hood felt afraid and thought to herself, Oh my gosh, how strange I feel today. However, at other times, I am so happy to be with my grandmother. Then she had gone over to her grandmother's bed and opened the curtains. Grandmother was lying there with her cap covering her face and looking very strange. Oh, grandmother, what big ears you have, she said. All the better to hear you with, replied the wolf. Oh, grandmother, what big eyes you have, she said next. All the better to see you with, my dear, answered the wolf. Oh, grandmother, what big hands and arms you have, Little Red Riding Hood said next. All the better to hug you with, my precious child, lied the wolf. Little Red Riding Hood. Okay. I'm bringing you some cake. Khiom nang yo nom khla oy ne hai nang ba. Som ba thvi oy khiom, said the wolf. Wolf nang mi ra sat cha chot, wolf. Sat cha chot ni yei. Just press the latch. Chan nang ku kran tai chich kan lực. Latch nang ku kan lực, lực sao. Grandmother replied, chị đâu lúc bạn như vậy, trả lời tỏ. I'm too weak, khi ông xoay nó đồng bây chênh bị kể, sau mình gặp lắng á. The wolf spread, sắt cho chó bàn trích cần lực phía, hai thuyết gọi bạn. Vì bàn đài cho tôi khổ nồng phliếm phliếm bàn xì, xì chị đâu lúc, xâm rạp, chiền dựa bê bây thằng ngày. Chấp tăng vì vía bàn xì xì đằng 7 ngày nữa vía bần to vì nó bàn bật thuyền hai bàn đặt xùm liền bẹ rồi bỏ chì đồn mình hai bẹ xùm liền bẹ bỏ chì đồn tiếng mụ cho cổ bằng mục bỏ viên bần to vì nó sắc kính trốn có bàn chô tục nông kè rồi bỏ chì đồn bạn bật bằng nón hai rong chấm Little Red Riding Hood một đòn nó khả nạ đè sắp chỉ chọ si chỉ đốn Little Red Riding Hood bàn rớt up to flower nghĩa là rớt rớt cả lúc bê đè niềng bàn promo bàn chán đè niềng mình ai cần to được tiền bàn bạch cá niếng ban mình to cà thua đồng nào bọn niếng tộc tiết là bọn chị đồ nó bên niếng mặc đỏ niếng có ban cuộc thuyền
sống lên chỉ đồn đài là ông phát bỏ quần. Sky chỉ chọn bàn hào chàng sỏi sỏi thả who's đẹp nó nà thì nó viết cứ chia chảo Little Red Riding Hood trong bàn dọn nông hay nâng bờ là tìm ở mạng màu người ta Little Red Riding Hood nó như vậy. To this chung bố đi Sky chỉ chọn cứ bàn sỏi tọc chàng sỏi sỏi thả còn để chết phần lư am chu vịt mình là khi nhóm cứ soi về đầm bay trên bị kẹt cho miền lăng trên bị kẹt nước bay ra liên bàn là cắt tam phala nó mình là được rùm nhé đã cắt bằng tốt Little Red Riding Hood mình là rong thập hình khai hết cất trong phút luôn điện thả oh my gosh khi nhóm mình là rong trong lại nè ngay đi. Tôi bây giờ là cái đó, nó ai bê được tay tiết khi ông sẽ bài chất đâm bay nâu cho mỗi chị đồn. Mình tốt bóp liên bàn tàu kre ra bởi chị đồn, hai cậu bàn bạc vàng nọ. Chị đồn cứ đê nó tí nụ để miền kẹp cover cổ mục, hai mơ đau chồng lại. Chị đồn, ôi chị đồn, tôi chị ấy có thông mà lại. Chẳng ra chị đồn miền chị ấy thông mà lại. At the better cho người ta lưu sô xùm lên ta trả lời tỏ chạy cho chó chị đồ nó cứ ấy có đây thông mà lại Little Red Riding Hood nước ba này dây bằng thơm một all the better to hack mình là out chi mùi nè cháu đã mình làm lại rồi bọc nhóm lại ở the roof chạy cho chó nó cứ họ tạm bất mẹn chị đồ thì. Complete the sentence with the correct form of the verb. Chẳng bốn ai bụng bênh tùm bụng bụng này mà không ai được bụng bênh ở chán bệnh. Bênh chỉ phá phô phạch phá xin phố mà lại nữa. Find an correct mistake. Bốn ai rõ bụng này mới. Mọi cụ thơ đó bụng này bệnh. What your prediction? Ta cao thuộc tiên rồi bọn này dòng mạch đài. Read, listen to the last portion này trong cõi này rừng làm bầy bởi thả ta ca tư tiê cồng lòng bà nẹ nó viên trầm trầm bạc chân phố trầm sẽ đọc bởi Tape script 6.17.4. Finally, Little Red Riding Hood had said to her grandmother, "Oh, grandmother, what a large mouth you have. All the better to eat you with." Next, he jumped out of bed on top of Little Red Riding Hood and ate her up. As soon as he had finished this tasty bite, he climbed back into bed, fell asleep, and in minutes was snoring very loudly. A hunter was passing by. He thought it was strange that an old woman was snoring so loudly, so he took a look. He stepped inside the grandmother's house, and in the bed, there lay the wolf that he had been hunting for such a long time. "He has eaten the grandmother, but maybe she can still be saved. I won't shoot him," thought the hunter. Instead, he took a knife and cut the wolf's belly open. He had cut only a few slices when he saw the red hood shining through. He cut a little more, and the girl jumped out and cried, "Oh, I was so frightened. It was so dark inside the wolf's body." And then the grandmother came out alive also. Then Little Red Riding Hood grabbed some large heavy stones. They filled the wolf's body with them. When he woke up and tried to run away, the stones were so heavy that he fell down and died. After that, the three of them were happy. The hunter took the wolf's pelt. The grandmother ate the cake that Little Red Riding Hood had brought with butter spread on the top. And Little Red Riding Hood thought to herself, "As long as I live, I will never leave the path and run off into the forest by myself if my mother tells me not to." Finally, chị trong cõi Little Red Riding Hood đứng cư ba giây tàu chị đồn rồi bọc. Điện thả, "Oh, my grandmother. Dây miên mọt thông mà lại. What a light mouth. Mouth nó cứ mọt.
dây miên mọt thông mà lại. All the better to eat with. Next, bần tọa mốc, quát có ban lôn trên bì kè. Nó lơ à, Little Red Riding Hood nâng, hai có ban xì nè. Lêp mốc. Chập chập nó quát có ban, mình này thằng finish, mình chọc nó ca khăm, đó chẳng nhận quát ban lang tờ lọc tờ kè vinh, hai có để lụa, hai bị chỉ cho ra nửa tí, có để sổ mộc chẳng lửa, lào lên. Nè bảo mánh công phong đá cả pass by. Quát cất tha với chùm lại nát đai sắp trái mẹ nát công phong sở mộc nhàng lương. Đi chứ nè quát có mơ thay có lọc. Nè thốt á tay tất cả nhưng ta bất thay có lọc. Quát chiên chô được khăn ông step chiên chương á step. Chiên chương chô được khăn ông kia hạ bọc chiên đồ. Hai lời lời kẻ miền. Nó tí nó cứ để chạy cho chọn đại quát bàn bảo mánh chỉ dùm hai. Tạm bảo mãi nhé. Quát bàn xì chỉ đồn. Có bằng tác bảo hai chì niếng lâu tại ai chui dùng cổ bàn. Quát mân bánh. Để cho nó quát ẩn bánh kênh chú lùng này. Nè bảo mãi cực thả. Tôi đồ quýnh quát bàn cho cổng bật hai nâng cắt. Các bà bố chạy cho chọi chung khó. Quát bàn cắt. Bị bay chung lật bằng nộp bê đại quát bàn khơi. Red Riding Hood nó cứ signing soon để thao về chỉnh cái rụp riêng máu. Quát bàn cắt bằng tịch biệt mây sấy có lột chỉnh máu hay dùng ô dùng phây nặng. Vì người ngất đâu càng lòng riêng cài rồi bỏ chết chọc. Hai bằng to bị nốt máu cứ chỉ đồ nó cứ bàn chỉnh máu rụp miền chỉ rụp riêng miền chỉ vật phòng này. Bảy ngày ở máu này. Bật tốt bì Little Red Riding Hood bàn trọc bạc thông mò mà kèm cái chọn cho thông mò là thông mò là thông lạc phụ bìa cứ bênh tờ đòi riêng cây chọn chọn chỉ muốn phụ bìa cho nó dọn được thông mò đã nó quá phụ bìa nhé. Bật tốt mốc với cọc nhẹ hay cọc chi dâm rập chảy thông mò nó vừa thông ngôn để thôi còn nó đùa là hay ngọt thật. Bọn tốt bì nụ, địa bài nhãn nó sẽ bài chật nạ. Địa phẩm mánh cứ bàn dọc, sẽ bài rồi bỏ chật chọt. Chỉ đồ nước bàn nhằm núm, đài Little Red Riding Hood nước bàn nòm dọc mọc. Chỉ môi nước bơ đài liếp nó lửa. Hai Little Red Riding Hood nước bàn cất được rồi linh thả. Đà rạp nà khi ông nông miền trì vật, khi ông nông mần đài chạy chênh bị lâu hay rất chênh tổ bây tế. Được luôn ai thế, và sân bà đại khiếm bàn bạp khiếm cổng thuần. Nhưng bà sân bồn sạp ổn bán bồn ai mở cụ bọc ra xa lần với nhé. True or false, cái này này, ta true or false bồn ai thơ bồn ai mở, ta true or false bây giờ tình ổn này. Tell your partner about, choose the situation and answer question about it. The worst thing you did as a child, the most embarrassing moment, pale really that quite come upon the chibot one net. An unusual experience, but the sort of Tom Raddy net mean. The bravest thing away where they climb hand upon the net rock through. Best vacation you ever had, your own idea. Chúng mình riêng những cái chọc phần nắng được không? Mình riêng những cái bồn dù cho bác ông đi cả bà Path Perfect nên Path Simple. Path Perfect khi cả muốn Path Simple. Path Cần Nhú cả muốn Path Simple. Bác xôn bác con bồn bồn để bạn trong lại về với liếng mơ video lúc cuối vì đang mạch chọc. Bạn chụp được liếng, tạm ọc liếng. Goodbye.